Chào quý khán thính giả đang lắng nghe chương trình của Bồ Đề Phật Quốc TV. Sau đây, Bảo Châu và Phật tử Quang Ngọc sẽ trình bày bản tin về một tuần tu học tại Bồ Đề Phật Quốc. Kính thưa quý vị, trong tuần qua, đông đảo các Phật tử đã tề tựu về đạo tràng Bồ Đề Phật Quốc để cùng nhau học Pháp và tu tập. Ngoài khóa lễ công phu trì chú, tụng kinh, các Phật tử còn được nghe Thượng Tọa Thích Huyền Châu bắt đầu khai diễn kinh Đại Bát Niết Bàn. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu phần tóm lược nội dung của buổi giảng sau đây. Kinh Đại Bát Niết Bàn là một bộ kinh Đại Thừa Phật giáo. Trước khi đi vào nội dung chính, Thượng Tọa Thích Huyền Châu ôn lại cuộc đời của Đức Phật để đại chúng cùng chiêm nghiệm. Ngài là Thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Khi trưởng thành, nhận thấy thế gian đều thống khổ vì phải trải qua sinh già bệnh chết, với lòng đại bi vô hạn muốn tìm ra con đường bất tử cho muôn loài chúng sanh, Ngài đã lìa bỏ những gì được gọi là cao quý nhất nơi thế gian để trở thành một tu sĩ khổ hạnh. Qua thời gian tu tập, cuối cùng tự thân Ngài tìm ra ánh sáng giác ngộ bằng trí tuệ, là đấng đạo sư của trời và người. Sau khi đã thấu triệt chân lý giác ngộ, Thế Tôn đã tuyên thuyết bài pháp Tứ Diệu Đế cho 5 anh em Kiều Trần Như tại Lộc Uyển. Các vị này trở thành những đệ tử đầu tiên của Phật. Chân nghĩa giáo pháp của Thế Tôn giúp cho chúng sanh giải thoát sanh tử trầm luân. Từ khi giáo pháp của Thế Tôn được tuyên bố, các nước tại Ấn Độ chấn động. Con trai của trưởng giả Gia Xá cùng những người bạn đều là những thanh niên giàu sang, có trí tuệ, nhận thức bản chất của cuộc đời, nên xuất gia theo sống trong giáo pháp của Thế Tôn và trở thành các vị A-la-hán đầu tiên trên thế gian. Ba anh em trưởng lão Kỳ Túc trong đạo thờ Thần Lửa cùng chúng đệ tử đến 1.000 vị cũng xuất gia theo Phật. Vua Tần Bà Sa-la cúng dường Tinh Xá Trúc Lâm làm nơi tăng chúng ở và hoằng pháp. Từ đó, ánh sáng giác ngộ của Như Lai lan tỏa khắp mọi nơi. Đức Phật là một chúng hữu tình giác ngộ và nói ra con đường giác ngộ. Mỗi chúng sanh có căn tánh, nhân duyên, trình độ, hoàn cảnh khác biệt, nên Phật cũng phải tùy vào căn cơ mà thuyết giảng cho thích hợp. Tuy hình thức được diễn đạt có khác để phù hợp cho từng đối tượng nghe, nhưng vị giải thoát giác ngộ là như nhau, đó là trách nhiệm của người hoằng pháp. Trong tinh thần này, đạo Phật đi đến đâu đều mang theo màu sắc, sinh hoạt tôn giáo văn hóa riêng của quốc độ đó. Do vậy, Phật giáo truyền bá khắp nơi từ Nam Ấn Độ tới những nước lân cận như Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện, Tích Lan, cho đến Việt Nam với những sắc thái riêng. Phật giáo truyền bá đến nước Trung Hoa qua con đường tơ lụa. Bản kinh Đại Bát Niết Bàn được truyền vào Trung Hoa chỉ có một nửa giáo nghĩa đầu. Mãi gần 50 năm sau mới truyền được một nửa còn lại. Các vị truyền giáo phải chấp nhận bỏ đi một số giáo điều để tạo điều kiện cho Phật giáo phát triển ở Trung Hoa, gọi là Phật giáo Đại Thừa. Lịch đại tổ sư và các nhà biên tập Đại Thừa đã khéo léo truyền bá giáo lý phát triển phù hợp căn tánh chúng sanh nơi này để mọi người có thể tiếp nhận được và sống với giáo nghĩa giải thoát của Đức Phật. Theo tiếng Phạn, Maha có nghĩa là đại, là lớn, Pari là hoàn toàn, tuyệt đối, Nibbana nghĩa là Niết Bàn, Sutta là những giáo nghĩa do Đức Phật dạy được kết tập gọi là kinh. Maha Parinibbana Sutta dịch là Kinh Đại Bát Niết Bàn. Để giúp người học hiểu nghĩa ý rõ ràng hơn, nên các tổ sư đã biên tập thành 29 phẩm. Thượng Tọa Thích Huyền Châu sẽ dùng bản Kinh Đại Bát Niết Bàn do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch sang tiếng Việt làm tài liệu giảng. Thượng Tọa nhấn mạnh rằng,
tiếp cận được giáo nghĩa này là chúng ta có thể giải thoát khỏi những phiền não, đạt đến niết bàn an vui tuyệt đối. Người học Phật cần phải phát tâm bền chí thì mới có sự thành tựu. Với tinh thần học Phật mạnh mẽ, không ngừng nghỉ thì chúng ta sẽ có sự gia trì của chư Phật, Bồ Tát, chư Thiên và Hộ Pháp. Thượng tọa kể lại, khi nghe Đức Phật tuyên bố hôm nay là bữa ăn cuối cùng và vào nửa đêm Ngài sẽ nhập Niết Bàn, thì ai ai cũng đều muốn cúng dường lên Đức Phật. Như Lai đã từ chối mọi phẩm vật quý giá, chỉ nhận sự cúng dường của ông Thuần Đà để độ cho người đệ tử cuối cùng này. Mặc dù Phật thấy trước rằng ông Thuần Đà vì không có hiểu biết đã hái nấm độc để nấu cháo dâng lên Phật. Sau khi thọ dụng bát cháo nấm độc, toàn thân của Phật phải chịu sự công phá mãnh liệt của độc tố. Ngài phải dùng đại định của một vị giác ngộ để duy trì sự bình thản. Tấm lòng đại bi như thế là tấm gương sáng cho chúng ta tôn thờ, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, chướng ngại để học Phật Pháp. Mở đầu quyển kinh là phẩm tựa. Với câu kinh đầu tiên có đầy đủ lục chủng thành tựu, Thầy giải thích, như vậy nghĩa là như thật, đó là tính thành tựu. Tôi nghe là lời khẳng định của tôn giả A Nan đã nghe từ Đức Phật, đó là văn thành tựu. Một lúc nọ, chỉ cho yếu tố thời gian là thời thành tựu. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là vị nói ra giáo nghĩa này, đây là chủ thành tựu. Ngài nói tại rừng Ta La Sông Thọ, nơi thành Câu Thi Na là xứ thành tựu, cùng với 80 ức trăm ngàn vị đại tỳ kheo là chúng thành tựu. Lục chủng thành tựu là một cấu trúc chung trong cách biên tập của tất cả kinh Đại Thừa. Theo kinh văn, Đức Phật dùng thần lực vang ra tiếng lớn thấu khắp các nơi suốt đến trời hữu đảnh. Thầy giảng rằng lúc bấy giờ là sáng sớm ngày rằm tháng 2, Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, vị hiện thân vô dư y Niết Bàn đẳng chánh giác sẽ rời khỏi không gian và thời gian thì tự nhiên đại địa chấn động sáu cách. Trời hữu đảnh là cõi trời cao nhất trong ba cõi, là nơi ở của những chúng sanh siêu việt có hạnh nguyện là không đi vào Niết Bàn mà giữ lại nửa phần sanh diệt để ra vào trong ba cõi làm lợi lạc cho chúng hữu tình. Các loài đều nghe ngôn ngữ của Đức Thế Tôn và cảnh giới của Ngài thật là to lớn cho chúng sanh về quy ngưỡng. Vì chỉ có quy y Phật mới thật sự an vui. Thế Tôn thương chúng sanh như người con duy nhất, La Hầu La. Thế Tôn dạy, đây là lần cuối. Nếu những ai còn nghi ngờ trong giáo pháp của Ngài, thì phải nên hỏi ngay lúc này, qua đây cho chúng ta thấy lòng đại bi vô lượng của Đức Phật. Kính thưa quý vị, Bồ Đề Phật Quốc có chương trình học Kinh Đại Bát Niết Bàn trực tuyến vào thứ ba hàng tuần lúc 8 giờ tối trên Bồ Đề Phật Quốc TV và vào các chủ nhật bắt đầu từ 10 giờ sáng. Kính mời quý đồng hương và quý Phật tử tham gia các ngày tu học tại Đạo Tràng Bồ Đề Phật Quốc. Tinh tấn tu học Pháp và thực hành Pháp Phật sẽ mang lại thiện lợi rất lớn cho chúng ta và góp phần giữ gìn Phật Pháp được trường tồn trên thế gian. Muốn biết thêm chi tiết về các buổi tu học hoặc phát tâm cúng dường, xin quý vị hãy hoan hỷ liên lạc trực tiếp đến Thầy Huyền Châu qua số phone 714-328-6087 hoặc đến Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và xin kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.